Mọi người hãy cùng em Lan tìm hiểu sản phẩm của Xuyên Thi Vì Đẹp Mà Đến. Đây là sản phẩm bí quyết vàng trong ngừa thâm mụn, trắng da, chống lão hóa của Xuyên Thi. Đây là sản phẩm bí quyết vàng trong ngừa mụn. Sản phẩm 1, tinh chất ngừa mụn M3. Sản phẩm 2, kem nuôi dưỡng da ngừa mụn M4. Đây là một sản phẩm ngừa thâm mụn trắng da của Duyên Thi nhé mọi người nhé, chống lão hóa. Duyên Thi, đây là một cái sản phẩm mà là của công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm PP Conmes, địa chỉ thôn Vĩ Giang, xã Chí Hòa, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, Việt Nam. Thành phần của em nó thì rất là nhiều. Cách dùng: lấy một lượng sạch mặt trước khi dùng sản phẩm, lấy một lượng vừa đủ sản phẩm thoa lên da, massage nhẹ nhàng và vỗ nhẹ để các dưỡng chất thẩm thấu đều vào da. Lưu ý là để xa tầm tay trẻ em, không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Khối lượng tịnh là 300g. Bảo quản là chúng ta bảo quản nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 25 độ C, tránh ánh nắng trực tiếp. Thành phần tinh chất ngừa mụn M3. Thành phần đó là mỡ chăn, Vaseline, dầu mù u, mật ong, cây thuốc bỏng, cây mỏ quạ, cây mã bè, nghệ lá xin, lá ổi, cây chút chút, phenolicita, tinh dầu tràm. Cách dùng: rửa sạch mặt, lấy một lượng sản phẩm, lắc đều chai, lấy một lượng vừa đủ bôi vào vùng da cần sử dụng, kết hợp massage 1 đến 2 phút để các dưỡng chất được thẩm thấu vào da. Lưu ý để xa tầm tay trẻ em, không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Bảo quản để nhiệt độ dưới 25 độ C, nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Công ty đơn vị phân phối: công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Bách Y Sâm, địa chỉ nhà LK2, lô 2, khu đô thị 379, đường Phan Bá Vành, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam. Đã lâu bao lâu rồi bạn chưa làm trẻ hóa làn da? Làm sao để vừa làn da căng bóng vừa mịn màng, cấp đủ ẩm dưỡng chất chỉ sau một liệu trình không ngừng nghỉ dưỡng? Thì mỹ phẩm Duyên Thi có tốt không, và có phải kem trộn, liệu hàng mỹ phẩm này đã có từng để gây thiệt hại cho khách hàng hay chưa? Mỹ phẩm Duyên Thi là thương hiệu mỹ phẩm Việt Nam của công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Bách Y Sâm, xuất hiện vào khoảng năm 2015. Đây là thương hiệu Việt Nam chuyên sản xuất cung cấp các sản phẩm trang điểm, chăm sóc da, tóc và nước hoa. Mỹ phẩm Duyên Thi có mặt trên thị trường
Không hiểu đâu. Phải đã được rất nhiều người tiêu dùng tin tưởng và sử dụng. Một số sản phẩm nổi bật của mỹ phẩm Diên Thị: sữa rửa mặt, toner, serum, kem dưỡng da ban ngày và ban đêm, kem trang điểm, kem mờ láng, son môi, tẩy trang, keo vuốt tóc, nước hoa. Thương hiệu mỹ phẩm Diên Thị có rất nhiều dòng sản phẩm. Các sản phẩm được chia theo từng nhiệm vụ, được chia thành 4 danh mục dưới đây. Sản phẩm hỗ trợ điều trị chuyên sâu cao cấp. Mục hỗ trợ điều trị chuyên sâu bao gồm có sản phẩm serum dưỡng da, bột mặt nạ trắng da, serum nuôi da từ gốc, cao sẹo, bột mặt nạ đắp. Công dụng từng sản phẩm như sau. Bột mặt nạ đắp, tên sản phẩm là mặt nạ nóng Club và bột mặt nạ trắng mờ da mờ lám. Công dụng lạ lăng nóng Club, làm ấm tái tạo lại tế bào da, đừng cho da mụn khô, tàn nhang, đồ mồi, da có dấu hiệu lão hóa, da sần sứt lẻ, lỗ chân lông to, da xịn mỏng. Bột mặt nạ trắng da mờ láng làm mờ các vết đốm, đồi mồi và giảm các dấu hiệu lão hóa, dưỡng da, dưỡng ẩm cho da, cung cấp trắng sáng và mịn màng. Cao sẹo, tên sản phẩm của chính là cao sẹo, công dụng làm lành sẹo mới và làm mờ sẹo cũ trong khoảng thời gian dưới 25, đồng thời phục hồi và tái tạo da. Sản phẩm này có thể xử lý nhiều loại sẹo khác nhau như sẹo lồi, sẹo lõm, sẹo bỏng, sẹo sau sinh và sẹo sau phẫu thuật. Serum dưỡng da, tên sản phẩm dưỡng da 1-2-3 Club loại cũ, dưỡng hồng bạch khiết, dưỡng da 1-2-3 Club loại mới. Công dụng là dưỡng da 1-2-3 Club bạn cũ và bạn mới, phục hồi da trong 1 tuần mà không để lại cảm giác khó chịu, phù hợp với mọi loại da, phát huy tối đa hiệu quả tốt nhất đối với da khô và da nhạy cảm, làm hồng da bạch khiết, kháng viêm, kháng khuẩn, giúp làm sạch da, loại bỏ bụi bẩn và làm giảm quá trình hình thành mụn, ngăn ngừa lão hóa, nuôi dưỡng da, ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa, đồng thời kiểm soát bã nhờn, xe thích lỗ chân lông. Serum nuôi da từ gốc, tên sản phẩm D23 nuôi da từ gốc, Home 2 Club nuôi da từ gốc 30ml, Home 2 Club nuôi da từ gốc 100ml, Home 3 Club nuôi da từ gốc. Công dụng D23 nuôi da từ gốc là sản phẩm mờ vết thâm lám, thu nhỏ lỗ chân lông và làm trắng sáng mịn màng, đồng thời tái tạo cấu trúc cho tế bào da. Home 2 Club nuôi da từ gốc 300ml và 30ml và 100ml làm dịu cảm giác dị ứng da, đồng thời ngăn ngừa và giảm nám.